Vâng, Hoàng Gia Đô xin mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Audio. Trong video phát hành vào buổi trưa ngày Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021. Trong video vào buổi trưa ngày hôm nay, Hoàng Gia này tiếp tục lên sóng phục vụ các bác. Hôm nay thì có rất nhiều các sản phẩm có một cái mức giá rất là tốt các bác nhá. Thì hôm nay của Hoàng Gia Đô sẽ lên sóng cho bác khoảng gần 10 sản phẩm. Chủ yếu là loa và âm ly. Rất nhiều các dòng loa của châu Âu, Infinity loa cây, loa Philips, loa Avon của Mỹ, một số dòng âm ly đài, suất âm tụ của Yamaha, một chiếc âm ly 3 trong 1 của Technic, một chiếc âm ly của Pioneer 7800 trơn và loa Pioneer T66 và một đôi loa toàn giải của hãng Philips. Các bác thì trong clip này thì Hoàng Gia sẽ đi chi tiết từ trái qua phải, sau đó là một số các sản phẩm thì Hoàng Gia đang kết nối với âm ly để test nhạc cho các bác luôn. Và cuối phần video, sau khi kết thúc giới thiệu mỗi một sản phẩm thì Hoàng Gia sẽ báo giá chi tiết để các bác có cái thông tin để chúng ta mua sắm để cho nó rõ ràng các bác nha. Và tất cả các sản phẩm trên thì Hoàng Gia sẽ bán giá tại cửa hàng và giá thì không bao gồm tiền ship. Với những bác nào ở tỉnh nào thì cần muốn biết được cái ship khoảng bao nhiêu tiền thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Audio theo cái số điện thoại như trên tấm biển này nha các bác nha, 0975884009. Đây là số hotline duy nhất của Hoàng Gia Audio. Và địa chỉ của cửa hàng ở ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Và tất cả các mặt hàng trên thì hiện nay thì một số các tỉnh thì vẫn ship bình thường các bác nha. Nhất là những tỉnh mà chưa có chỉ thị 15, 16 thì hầu như là vẫn ship hàng bình thường. Vâng ạ, và bây giờ em không làm mất thời gian của các bác nữa thì em sẽ đi chi tiết từ trái qua phải để giới thiệu từng sản phẩm đấy nha. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đôi loa Pioneer đây. Đôi loa Pioneer T66. Đấy, cấu hình là 3 đường tiếng bass 25. Thì dòng này thì nó là thuộc dòng trong những dòng T66, F45, F700, F7000. Thì đây là những cái dòng T66 thông thường thì có chất âm rất là hay. Đặc trưng nhất là trung âm và tép của nó thì rất là hay. Tép dom, trung của nó là trung hoa khế. Có hai vi tinh chỉnh tép và chỉnh trung ở đây. Bát là bát 25. Đó nhá, màng giấy. Gân là gân vải lụa. Đặc trưng của những dòng này là đều là vân vải lụa hết. Và đã là gân vải lụa thì các bác hoàn toàn yên tâm là không có sợ vấn đề là mục gân hay là gân đã phải thay. Để chắc chắn lại sẽ không bao giờ có cái chuyện thay gân ở đây được các bác nhá. Đấy. Và nó là dạng loa thùng kín nên là nó cái chất bát của nó thông thường cái dạng loa thùng kín thì cái phần bát nó tần số bát nó xuống rất là sâu. Dòng này thì công suất của nó thì 60W một loa và trở kháng là 8 ô. Nên là nó cũng rất là dễ ghép âm ly các bác nhá. Đấy, các bác dùng gần như âm ly cỏ ít tiền thì nó cũng đều đánh ra rất là hay. Đặc trưng là những dòng âm ly chạy sò than hoặc sò sắt thì công suất có tầm 80-90W, 100W là đánh thoải mái rồi. Đấy. Và lưu ý là những dòng loa này các bác không hát karaoke nhá. Đấy. Thùng nó là thùng kín và dòng loa này rất là nặng các bác nhá. Các bác lưu ý. Những cái dòng loa này thì đặc trưng sở trường của nó là nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc trữ tình. Chứ tránh những cái nhạc mạnh là nó không phù hợp. Đấy, và cái kích kiềng nó còn rất là sáng các bác nhá. Đấy. Bát 25. Tất cả các tuyến loa đều đẹp và đều zin cho các bác. Thùng vách đẹp và ê căng đầy đủ. Đấy. Ê căng đầy đủ và đẹp các bác nhá. Thùng vách của nó đây. Đấy, thùng vách đây, 60W 8 ohm này, sản xuất tại Nhật. Đấy, tất cả các thùng vách đều nét căng luôn. Không có bể nở hay sứt sẹo gì các bác nhá. Đôi loa này thì mọi khi thì các bác biết rồi, những dòng loa này thì thông thường ở giá thị trường ấy thì nó bán khoảng tầm 6,5 triệu các bác nhá, 6,5 triệu một đôi. Tuy nhiên trong clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ ưu tiên đãi có nhiều cái mức giá tốt hơn cho các bác. Đôi loa ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ để cho các bác là giá 6,3 triệu đồng, tức là rẻ hơn 200.000 đồng so với mọi ngày và mọi khi các bác nhá. Đấy, và một đôi loa rất là đẹp, chỉ giá có 6,3 triệu. Đó, đây là loa Pioneer T66. Tiếp theo là Hoàng Gia xin phép giới thiệu đến các bác đó là đôi loa toàn giải của hãng củ của nó là Philips. Đấy, đặc trưng của củ Philips các bác để nó đều là thiết kế kiểu tám cạnh này. Đấy, loa phễu, loa toàn giải. Cái đôi loa này thì là do anh em Sài Gòn người ta lên thùng, cái thùng này là thùng người ta lên nhé, người ta tự đóng lên. Đấy, ê căng người ta cũng làm rất là đẹp. Đấy là ê căng của cái đôi loa toàn giải đây. Đấy, màu nâu. Thì cái đôi loa này sở hữu là bát 20 các bác nhá, bát 20.
loa tàn giải thì nó sẽ không có phân tần đâu ạ, nó sẽ đi trực tiếp ra âm ly luôn, không qua phân tần. Đấy, thì đặc trưng những bao nào thích nghe loa tàn giải hoặc nghe âm ly đài trong phân khúc tầm tiền thì các bác có thể tham khảo cái bộ cấu hình này. Nguyên đôi cổ như thế này thì hiện nay trên thị trường đang bán là giá là 2,5 triệu một đôi cổ rồi, đôi cổ loa. Đấy, cả thùng các nhá, cả thùng cả loa em không bán rời, em sẽ bán cả bộ để cho các bác giá 3,5 triệu, đúng bằng cái giá mà Hoàng Gia lấy trong Sài Gòn ra, chưa tính cước phí vận chuyển các bác nhá. Đấy, 3,5 triệu đồng, giá trên là không bao gồm tiền ship và ship code toàn quốc cho các bác. Thùng vách đây là do anh em Sài Gòn trong người ta làm các bác nhá. Đấy, cũng đấu cầu loa bắt chuối các thiết đầy đủ đây. Đấy, dán lạng luôn, cũng dán vân gỗ lạng nhá, có điều người ta làm nó thủ công, người ta làm chưa chuyên nghiệp. Còn nếu mà làm ở ngoài Bắc này thì sẽ có rất nhiều xưởng làm nó rất là đẹp, những cái vỏ này người ta làm có thể rất là đẹp và mịn màng hơn nhiều. Cái này em nghĩ là do người ta làm thủ công nên là tay nghề người ta hoặc là máy móc người ta nó chưa có hiện đại, nghe người ta làm nó, với bản thân em thì em chưa thấy ưng ý lắm. Đấy, nhưng mà mình thấy nó hay thì mình nhặt về mình mua, mình chơi, mình bán. Đấy, thì giá cũng là giá thanh lý cho các bác luôn, 3,5 triệu đồng cho đôi loa toàn giải các bác nhá, cổ là Philips. Vâng ạ. Tiếp theo thì Hoàng Gia xin báo giá đôi loa cây của hãng Infinity. Và lại quên là không đo cái chiều cao cho các bác hai đôi loa kia nhé. Em sẽ đo chiều cao lại cho các bác hai đôi loa trước nha, vì em quên mất chưa đo chiều cao. Đây, ví dụ như đôi Pioneer em đo lại cho các bác nhé. Chiều cao của nó là 61 nhé. Cao 61, ngang của nó một loa là 35. Đấy. Còn con Phoenix này thì chiều cao của nó là 53,5. Đấy, 53,5. Chiều ngang của nó là đây là 30. Đấy. Tiếp theo là sang đôi Infinity, loa của Mỹ. Con này là bát 20 màng carbon, gân là gân cao su, một tép đom. Đặc trưng của Infinity thì các bác đều ý là thể là nó màng bạn lõm, màng carbon mà không thấy râu nhện đâu có nhá, nó lõm lòng chảo luôn, màng cao su. Đôi này nó dạng thiết kế dạng loa cây. Đôi này cũng bán giá thanh lý luôn. Cao là 84 cm. Các bác nhá, cao 84. Ngang của nó là ở đây là 27. Các bác nhá, 27. Bát là bát 20 các bác nhá, bát 20. Đấy. Frenzy 30. Đấy, có ê căng đầy đủ. Đây đây, đây. Tất cả những màng nhện này em còn chưa kịp lau này. Đấy. Nói chung là tất cả những sản phẩm ngày hôm nay thì em đều có giá cực siêu tốt cho các bác luôn. Chắc chắn là sẽ không bao giờ ở đâu có cái giá tốt. Tất cả các thùng vách đều đẹp các bác nhá. Dòng loa Mỹ thì nó không ghi công suất được các bạn. Chở khá mà công suất là nó ít ghi đấy. Made in USA này. Đấy. Các bác để ý dòng loa Mỹ nó không ghi công suất vậy đâu. Các bác lưu ý nhá. Nên là các bác hỏi công suất nên là rất là khó trả lời. Bởi vì mình chỉ trả lời những cái gì mình biết và mình nhìn thấy thôi. Còn mình không dám trả lời lung tung được. Đấy. Em sẽ đi một lượt, sau đó em sẽ test nhạc cho các bác nhá. Tiếp theo, đôi loa Mỹ này thì là đôi loa cây thì Hoàng Gia đang bán cũng giá hôm nay là giá rất thanh lý luôn, 3,8 triệu đồng. Các bác nhá, 3,8 triệu. Sở hữu đôi loa cây và loa của Mỹ luôn. Ê căng của nó đây các bác này. Ê căng của nó kéo dài từ đầu đến chân luôn nhá. Ê căng dài nhá. Ê căng còn đẹp, không rách không gì nhá. Tiếp theo là sang đôi loa N của Philips. Cũng là loa của châu Âu, sở hữu hai bát thật. Đường kính bát đo trong lòng nó là 13. Đấy, nhưng mà nếu mà sản xuất thì nhà ra nó là bát 14. Nếu mà thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, bát của nó đều là gân cao su hết, là gân mút hết các bác nhá. Thì tép đo mà giữa. Con này nó cũng không ghi công suất nhưng mà chất âm nó rất hay. Bây giờ thử với bác nghe này. Để thử cho bác một cái bài nha. Rất là hay luôn ạ. Đẹp bát rất là hay luôn này, bát rất sâu. Đây em đang ghép âm ly này nha, tinh đích này. Đang ghép âm ly tinh đích các bạn này. Đấy. Đấy nha. Buồn vào hồn không tên thấm
bác sẽ nghe được, các bác có thể cảm nhận được, đúng không? Chất âm nó rất là hay, bát rồi tép chung rất là sáng. Mặc dù đũa loa nó rất là rẻ tiền thôi, nhưng vấn đề là mình phải biết cách phối ghép âm ly nào cho nó hợp các bác nhá. Rẻ nhưng mà nó vẫn hay, nhưng quan trọng là mình phải biết kết hợp được âm ly nào, chơi với loa nào thì nó mới hay được ạ. Cao là 60 giác các bác nhá, cao 60 cm, chiều ngang 26 cm một loa. Sở hữu hai đường kính bát 14, bát thật nhá các bác nhá, không có bát cộng hưởng ở đây đâu, bát thật luôn đấy ạ. Ê căng đầy đủ luôn, ê căng này này, màu đen này các bác nhá. Đấy, ê căng. Đôi này thì cũng bán giá thanh lý cho bác luôn, 3,5 triệu các bác nhá, 3,5 triệu giá thu hồi vốn luôn, không có lãi lời một đồng nào luôn. Đấy, 3,5 triệu. Vâng ạ. Đôi loa của Philips cũng châu Âu, chất âm rất hay khi được ghép với con âm ly Technic ở đây. Thì nát thì em sẽ giới thiệu con âm ly này. Tiếp theo là đôi loa Avon. Đôi loa này cũng là thương hiệu của Mỹ. Đôi này thì sở hữu vùng kính là bát 20, gân xốp các bác nhá, gân xốp, tép đo. Đấy, tép đo. Chất âm của loa Mỹ thì nó cũng đã được khẳng định rồi. Nếu bác nào đã chơi loa Mỹ thì chắc chắn là các bác biết. Chiều cao của nó thì quản gia đang đo chính xác ở đây là 73 cm. Đấy, chiều ngang của nó là 26 cm. Đặc trưng của loa Avon thì nó sẽ có những cái miếng gỗ, gỗ này là gỗ thịt luôn nhá, chứ không phải gỗ công nghiệp hay gỗ mùn gì đâu, gỗ thịt luôn đấy. Đây là gỗ thịt luôn này. Nó có chữ Avon ở đây. Và em nói rằng dòng loa Mỹ thì thông thường nó sẽ ít gất ghi, có ít khi ghi thông số đằng sau này. Đấy. Chỉ ghi được những cái con này nó có là Fuji Tower, tức là loa hình tháp. Đấy. Nó không có thông số kỹ thuật cũng như là công suất được các bác nhá. Đặc trưng của dòng loa Mỹ vậy. Đấy, còn đây là mặt sau của đôi loa có nội thông hơi phía sau là đôi loa của Philips đây. Đây là đôi Avon. Đôi này Hoàng Gia xin phép để cho các bác giá trên thị trường đôi loa Avon này với giá thông thường là 4,8 triệu đến 5 triệu. Hôm nay để cho các bác giá trong video ngày hôm nay 4,500,000 đồng các bác nhá. Cực kỳ rẻ luôn ạ, 4,5 triệu, quá rẻ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì Hoàng Gia xin phép giới thiệu đó là chiếc âm ly đài xuất âm tụ của hãng Yamaha có model là CR600. Con này hôm nay giá cũng cực kỳ tốt luôn, âm ly đài, đài của nó là đài đến 90 FM 90. Đài bắt rất tốt, AM/FM bắt rất là ok nhá. Đo ở đây thì nó là size 46, và nếu nắp hồi gỗ vào thì nó dư khoảng 48 các bác nhá. Thì con này nó có cái hồi gỗ như này này, đây là hồi gỗ zin của nó các bác nhá. Đấy, hồi gỗ zin nó này, trên này là một cái lỗ toàn tản nhiệt. Đấy, bằng nhôm này. Đấy, gỗ của nó đây là gỗ gỗ ép nhiều lớp này. Đấy, gỗ zin nhá, tất cả cái hồi là hồi zin hết các bác lưu ý nhá, hồi zin. Thì nó cũng bị, nói chung là nó bị hơi sứt sẹo một chút ở góc này các bác nhá. Đấy, đúng chưa ạ. Ở đây nó có cả cái miếng là sắt này. Đấy, gỗ này màu rất là đẹp. Bây giờ thì chúng ta vào cái nội dung chính này. Con này thì trông vậy thôi, nhưng mà khi mình tháo được nội thất ra thì em thấy là nó cũng cấu tạo cũng khá là bất ngờ đấy. Bởi thứ nhất là nó chạy 4 con sò sắt Toshiba chữ đỏ. Các bác sẽ nhìn thấy 4 con sò sắt đây này. Đấy, 4 con sò sắt Toshiba chữ đỏ này thông thường thì nó, các bác sẽ thấy ở trong dòng âm ly của Sansui xuất âm tụ 2000X, 5000A, 5000X ví dụ thế, hoặc những dòng 8080, 9090 dB thì nó hầu như nó sẽ chạy những cái dòng âm ly con công suất sò sắt này. Đấy, mà con này thì cũng của hãng Yamaha thôi, một cái thương hiệu cũng của Nhật. Đấy, nguồn này, âm sắc này, quan trọng nhìn nhất là thích nhất là 4 cái con sò sắt này. Sassi đây, chassis 7 màu và bụi biếc thì em cũng chưa nâu đâu nha. Đấy, còn nguyên là hôm nay mới tháo máy ra đấy. Mọi khi là chỉ quay ngoài thôi, nhưng hôm nay tháo luôn cho các bác. Đấy, chassis đáy chứ còn này. Vàng đẹp chưa các bác? Đấy. Vàng ươm nha. Đấy, máy móc còn rất là đẹp. Mặt mũi phay nhôm, núm nhôm. Nói chung là cũng có một chút sức sát nhưng mà nó không nhiều. Đấy, ví dụ như chỗ này là hơi sức một tí này. Còn này không nhiều các bác nhá. Và con này hôm nay thì để cho các bác giá cực kỳ tốt luôn ạ. Chắc chắn ở đâu không tốt bằng đâu ạ. Tốt nhất trong video ngày hôm nay 3,500,000 đồng luôn. Các bác nhá. 3,5 triệu là các bác đã sở hữu được con âm ly đài chạy 4 con sò sắt rất là quý giá này. Sò Toshiba chữ đỏ luôn. 3,5 triệu con Yamaha CR600 âm ly đài các bác nhá. Đấy, có hai cái đèn ở đây, đèn tuning. Đây là đời gió FM AM các bác nhá. Có nao nớt. Nao nớt này. Ba năng volume đầy đủ này, check bát đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, đầy đủ các chức năng. 3,5 triệu.
Tiếp theo là Hoàng Gia xin phép giới thiệu nâng con âm ly của hãng Pioneer 7800 trơn. Con này thì đánh 4 than, 2 đèn vuông. Đấy, đây là mở cho các này. Đấy. Đây em đang ghép con 7800 này với đôi T66 này các bác nhá. Đấy. T66 này bây giờ mời các bác cùng nghe lại một chút nha. Đấy. Chất âm của T66 khi ghép với chiếc âm ly 7800 này nhá. Đấy. Cái dòng âm ly này thì nó ghép được rất nhiều cái dòng loa của Bát 25. Đấy, T66, F45, F700, F7000. Nó đánh rất là hay luôn các bác nhá. Các bác nhà mà đang có những dòng âm ly này thì tìm những đôi loa như em vừa đọc, hoặc là các bác đang có loa những cái dòng loa gì mà em vừa đọc đấy thì bác tìm âm ly này và ghép nó rất hay luôn. Đấy. Chung là khi đã ghép hợp thì đồ rẻ là cũng hay các bác nhá, còn nó ghép không hợp thì đồ đắt nó cũng không hay đâu. Nó tùy, vấn đề là chúng ta phải biết phối ghép kết hợp với nhau, mặc dù rẻ thôi nhưng mà nó vẫn hay. Size 42 mặt phay nhôm, núm nhôm. Tuy nhiên này con này thì hình thức nó không được đẹp lắm, núm miếc của nó hơi xước sát một chút. Thì tất nhiên là như thế thì giá nó sẽ rẻ các bác nhá, nó rẻ hơn rất là nhiều. Những con đẹp long lanh thì bây giờ hiện nay thị trường nó bán khoảng 8 triệu. Con này size 42 các bác nhá, mặt phay nhôm. Thì con này Hoàng Gia xin phép để cho bác giá là 5 triệu rưỡi nhá. Tất cả máy móc bên trong thì còn rất là đẹp, rất là ok, chạy ổn định, bao test cho các bác thoải mái. Nhưng chỉ có những cái núm nhất này nó hơi cũ theo thời gian này, nó hơi xấu đây. Mặt mũi thì nó cũng còn tạm được, may là không có xước sát gì chỗ mặt này cả. À, chỉ xước ở trên những cái phần trên này thôi. Còn cái mặt tiền này là không có xước, phần núm này hơi kém một chút bác nhá. Còn máy móc thì đảm bảo chạy ổn định, bao zin hết cho các bác. Đấy. 5 triệu rưỡi, nao nớt đầy đủ nha, ba năng đánh cầu A cầu B A cầu B. Con này công suất của nó là cũng lớn phết các bạn nha. Công suất của con này nó là rơi vào khoảng 160W, 160W các bạn nhá. Đấy. Đấy, nguồn vàng, đấy, chạy 4 xò than, 5.500.000 đồng. Tiếp theo là em sang giới thiệu một con Technic. Con Technic này là con size rất là lớn này. Con này thì gọi là 3 trong 1. 3 trong 1 là nó sẽ có cùng đọc các xét này, radio này và âm ly này. Đấy là 3 trong 1. Size con này thì là size bao nhiêu đây? 57 luôn. Size 57. Con này là hồi gỗ này các bạn này. Con này thì nó đánh một sò STK. Đấy, đây là em nghe AUX nhá. Ở đây em sẽ chuyển các xét này. Đây có chữ các xét này, chuyển các xét này. Các xét này. Đấy, đây các xe các bác nhá. Đấy. Đấy, đây là nghe các xe đây. Đấy. Đấy, tua tiếc này. Nghe các xe. Đấy, những dòng này thì tiếng nó không được trong lắm các bác nhá. Có thể từ nó kém hoặc bản chất cái dòng này nó chỉ đến mức độ thôi. Con này là Technic có cái model là SA130. Đấy, mặt phay nhôm. Núm của nó thì là không phải nhôm, núm này là núm nhựa. Bây giờ đài, đây nó có đài, đài đến 90. Các bác có thể chuyển về đài. Đây là đài đây. Nếu các bác muốn bắt thì các bác phải có anten. Các bác phải có anten để bắt được. Đây em đây. Đấy, AM này ok nhá các bạn nhá. 211 em được 26 chai. Đấy, AM. Đấy là 211 đó. Ôi giời, lấy từ lúc không nguyên mới lớn thế à. Đấy. Bắt rất lớn em. Khi mà muốn nghe CD thì chúng ta chuyển về AUX nhá. Nó chỉ có một cổng duy nhất đầu vào, nó AUX thôi. Đấy, AUX đấy. Và tiếng đi khi em một đêm. Đó, ok các bạn. Nút bật tắt nguồn này các bác này. Đấy, nút bật tắt nguồn này. Ở đây có một cái đèn này các bác nhá. Ở trong này nó có cái đèn này các bác, nhưng mà vì ban quay ban ngày nó sáng thì chúng ta không nhìn cái đèn, nó sẽ có cái đèn hắt từ trên xuống này. Đấy. Mặt mũi khá đẹp các bác nhá, không có xước sát nhiều đâu ạ. Rất đẹp luôn đấy.
Đấy, mưu tinh mưu tiếc đầy đủ này, ba năng này, check bát này, nao nớt này, đầy đủ luôn nhá. Có cả eco mic này, echo mic đầy đủ này. Đấy. Đấy, volume này. Vâng, cảm ơn các bác. Trong video này nó hơi dài một chút. Vâng, cảm ơn các bác đã bỏ thời gian ra để nghe theo dõi hết cái video này của Hoàng Gia Đô. Và chiếc đầu chiếc Omni Technic SA130 này Hoàng Gia bán với giá 3.500.000 đồng các bác nhá. Dòng này thì các bác về ghép với những dòng Omni nói chung là nó là chạy STK nên là nó đánh Omni nó cũng nó đánh loa thì nó cũng không quá là khó ghép đâu các bác. Bản chất của những dòng chạy STK thì âm sắc của nó rất là nhạy và rất là sáng tiếng. Đấy. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tất cả các sản phẩm thì Hoàng Gia đã báo giá chi tiết và cũng như đo kích thước và cũng như công bố những cái kích thước cụ thể và giá cả cụ thể rồi. Cảm ơn và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Mọi thông tin mua sắm các bác liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Đô theo số điện thoại như trên tấm biển này: 0975884009. Địa chỉ mua hàng ở cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng ạ, Hoàng Gia xin cảm ơn và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.